Rồi, hello anh em ha. Thì bữa nay mình có một cái dự án cho cái em Z1000 này, đó là sẽ lên full đồ chơi luôn cho em Z1000 luôn, mà lên đồ và đẹp đẹp thôi nha. Đó, này là mới bây giờ mình đang thay nhớt hay nước mát, sẵn quay cho anh em xem luôn cái cách thay nhớt hay nước mát cho Z1000 cũng dễ rồi, không có gì khó đó. Đó, thì khi mà anh em thay nước mát á, thì anh em mở này nè, mở cái cánh bên bên phải ra là có cái nắp này nha anh em. Đó, rồi anh em qua đây cái chỗ này là ốc xả nè, thì anh em xả thì nước mát ra hết thôi đó, còn bình nước phụ đã nằm đây anh em thấy không, anh em muốn thay bình nước phụ là bình nước phụ nằm đây đó, rất đơn giản ha. Z1000 anh em nói thì làm thì rất đơn giản ha. Rồi anh em xả sạch bình nước phụ ra, xả này ra, rồi anh em bơm nước mát mới thôi. Còn thay nhớt á, thì đây mình thay lọc nhớt luôn. Đó, thì anh em dùng cái tiếp 17 đó, tiếp 17 hay là cái khóa 17, cái gì cũng được, để bỏ vô đây nè, anh em dặn là được. Còn anh em nào mà có cái đồ mở lọc nhớt á, thì lấy cái này ra, bỏ vô luôn, rồi dặn luôn. Đó, thì nó cũng đơn giản thôi nha, anh em này có thể làm tại nhà được. Đó. Rồi ốc nhớt ở đây xả ra, rồi rất là đơn giản. Thì nhớt con này á là để làm gì, tạm nước để đừng cho vào tháng nhiều xe, lấy khăn khác đi. Thì nhớt của con này á thì khi mà anh em không thay lọc á là 3.2 lít à, còn thay lọc là 3.8 lít nha anh em. Đó, thì bây giờ mình thay nè, mình thay lọc hết rồi nè, thay lọc thay nước mát mới luôn. Rồi thì con này là thì mình đang lên đồ chơi từ từ á, giống như là cặp tay thắng Rainbow nè, anh em thấy không, mới lên cái tay thắng Rainbow à. Đó, rồi heo Rainbow nhìn dễ nha, cặp heo này là mình đang tìm con heo sao, nó chưa có heo sao, bây giờ mới vô cặp heo trước thôi. Cặp heo này là 20 mấy dít rồi đó. Đó thì đang làm cho nó về carbon là lên từ từ. Rồi cái bộ cổ titan nó mai mốt xong bộ cổ titan nó sẽ quay cho anh em xem cái bộ cổ titan của nó. Rất là xịn luôn. Bộ cổ titan đặt gia công riêng luôn nha anh em, chứ không phải là mua mấy cái cổ bình thường này đâu. Lên cổ con sâu luôn á anh em. Nói chung là sẽ rất là đẹp, sẽ quay cho anh em xem. Đang từ từ hoàn thiện nó lên full đồ luôn anh em. Lên nhức nách luôn. Ừ, chút lên dây dầu nữa, nhông sên đĩa là thay hết luôn. Nói chung là làm mới hết, làm full đồ chơi anh em. Nói chung là lên những đồ chơi ok nhất cho anh em. Trời, một bộ dây dầu, bộ này mấy triệu luôn? Cần 8 triệu là lát ráp luôn đúng không? Đúng rồi, nó mình nhờ thợ làm qua ráp lên là bộ dây dầu đây. Bộ dây dầu này là heo UK à, con này đó, chuẩn bị vô thêm bộ dây dầu nữa. Bộ này là quên, nó mới nói giá quên tiền bản rồi, gần 8 triệu à. Ừ, bộ này gần 8 triệu nè anh em, em thấy chưa, mấy cái dây đó, mấy cái dây thôi đó anh em, gần 8 triệu đó. Mình sẽ lên full đồ con này luôn nha anh em, đón chờ những clip sau nha. Bây giờ lên vô đây trước đi, hôm qua là lắp được cặp heo Rainbow ha, còn heo sao nhé, từ từ tìm. Em sao thì có sẵn mà ổng đang hỏi chỗ em đang tem là bắt CC vào. Chưa hoàn thiện đâu anh em, giờ bữa hoàn thiện mình sẽ cho anh em coi. Nhớt này có mùi thơm. Đó, rồi anh em xúc nước mát. Xúc đó, rồi anh em chăm nước mát thôi. Cái này thay cũng dễ lắm rồi nè, nói chung là không có gì mà khó khăn hết. Dù anh em mà muốn tìm tòi học hỏi có thể thay tại nhà được, nhưng mà anh em phải dùng những cái đồ nghề cho nó được ok chút xíu. Chứ xài những cây này nè, nói chung là mình ít xài mấy cây này lắm, lại dặn nó rất là dễ bị tuôn ốc. Đa số mua mấy bộ này nó cũng rẻ thôi, nhưng mà xài nó có lực á, nó trợ lực á, xài nó ok, nó đỡ hơn. Hai loại cục này nè,
Thường thường anh em thay lọc nhớt anh em hay sử dụng cái gọi là cái gì ta, đây cái này nó nhiều quá lú rồi. Đây anh em hay sử dụng cái này để dặn đúng không, thì mình sử dụng cái này nè thì nó đỡ tuôn hơn, nó dễ lại nhanh hơn, nó tiện lợi hơn nha anh em. Cái này anh em ra chợ Kim Biên hoặc là chợ bán đồ phụ tùng xe đều có nha anh em. Rồi thì đơn giản vậy thôi. Giờ chuẩn bị mình thay xong rồi đó, nhớt cũ à, nhớt cũ của xe nè, thấy chưa, nhớt cũ của xe. Rồi bây giờ mình đổ nước mát, tiếp theo là mình đổ nước mát rồi mình đó, con heo Rainbow này không đó. Cái hình như chữ Rainbow này, sơn lại màu đỏ rồi nha anh em. Đó, mình đổ nước mát xong một lần thay nhớt, vậy là nó sẽ là 4 bình là cho lại cái lọc nhớt nữa gần 2 triệu, thay nước mát nữa, nước mát cả 1 triệu nữa anh em, tốn kém không, chơi bốn mấy là tốn kém. Rồi thì xong rồi mình sẽ ráp lại, mình quay cho anh em xem con xe ha. Đó, đó những cái mình chỉ anh em thay nước mát đó, rất là dễ ha anh em ha. Nhớ thay nước mát con này rất là dễ. Rồi ok anh em.